Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 25 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Lâm Đồng có trên 200 cơ sở sản xuất kinh doanh rau. Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11. Bình đẳng giới, chìa khóa chấm dứt bạo lực. Cảnh báo gia tăng trẻ mất tâm thần. Pháp xem xét trả lại tác phẩm nghệ thuật cho châu Phi. Người giữ hồn tính tẩu hát then trên cao nguyên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Lâm Đồng hiện có 244 cơ sở sản xuất kinh doanh giống các loại rau với hơn 3,1 tỷ cây giống được sản xuất theo cách gieo ươm, gần 880 triệu cây tự để làm giống và 288 triệu cây hạt giống được nhập khẩu. Việc sản xuất giống rau ngay tại địa phương ngày càng tăng mạnh. Điều này giúp các cơ sở cá nhân sản xuất nông nghiệp tự chủ động trong việc xuống giống, mùa vụ ít phụ thuộc vào các giống nhập khẩu. Ngoài thành phố Đà Lạt thì các huyện lân cận như Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương là những vùng có diện tích ươm giống và gieo trồng chiếm tỷ lệ cao. Theo thống kê, trong năm vừa qua, diện tích gieo trồng rau toàn tỉnh đạt 65.237 ha, sản lượng đạt trên 2,3 triệu tấn, trong đó có khoảng 10% sản lượng xuất khẩu. Số còn lại chủ yếu tiêu thụ tại thị trường nội địa, lớn nhất là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung. Mỗi năm, các cơ sở ươm sản xuất cây giống trên địa bàn tỉnh đã sản xuất được 4,4 tỷ cây giống rau. Vào thời điểm hiện tại, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương ươm cây và xuống giống các loại rau để chuẩn bị kịp cho mùa Tết Kỷ Hợi 2019. Được xem là loại cây trồng có thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng, thời gian trở lại đây, rau hoa là hai loại cây trồng chủ lực được nhiều hộ nông dân chuyển đổi để phát triển kinh tế gia đình. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, những năm trở lại đây, diện tích canh tác của hai loại cây trồng này tăng nhanh cả về diện tích canh tác lẫn hệ số sử dụng đất. Ngoài thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận như Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, thì rau hoa cũng được bà con nông dân mở rộng diện tích xuống một số vùng phụ cận thuộc địa bàn các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm và Bảo Lộc. Trong vòng 5 năm qua, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã chuyển đổi được 4.000 ha đất trồng cây hàng năm, chủ yếu từ lúa một vụ và cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng rau hoa. Hiện tổng diện tích canh tác các loại rau xanh đạt gần 66.300 ha, với sản lượng gần 2,4 triệu tấn, hoa đạt gần 9.300 ha, sản lượng 3,3 tỷ cành, năng suất bình quân hàng năm tăng 4,8%. Phần lớn diện tích rau hoa của Lâm Đồng đều được canh tác theo quy trình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay, ngành dâu tầm tơ trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh do giá kén tầm tăng lên, dao động từ 160.000 đến 170.000 đồng một ký, nông dân đạt thu nhập cao. Nhiều nhất phải kể đến các huyện là Lâm Hà, Đam Sông và ba huyện phía Nam. Diện tích trồng dâu nuôi tầm trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 5.200 ha, tăng 69% so với năm 2007. Việc tăng diện tích này chủ yếu được chuyển đổi từ một số cây kém hiệu quả như diện tích trồng cà phê, rau màu tại huyện Lâm Hà, diện tích trồng cây điều, lúa tại ba huyện phía Nam. Theo đánh giá của ngành chức năng, so với năng suất và mặt bằng giá cả trong cùng thời điểm 3 năm vừa qua, thì trên 1 hectare trồng dâu nuôi tầm giống mới, mỗi năm thu lợi nhuận cao hơn từ 2,5 đến 3 lần so với các loại nông sản khác. Ngành chức năng Lâm Đồng cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh các loại vật tư thiết bị ứng dụng trong sản xuất giống rau hoa được đổi mới về công nghệ và chất lượng ngày càng được nâng cao. Cụ thể, 100% vườn ươm được trang bị nhà kính các loại, trong đó có 90% sử dụng nhà kính dạng chữ A máy hở cố định một bên. Có khoảng 15% nhà kính thuộc các viện, trường, trung tâm và các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn sử dụng dàn máy vòm kính, lưới chắn côn trùng. 100% vườn ươm giống rau hoa được cơ giới hóa từ khâu rửa vỉ, đóng giá thể vào vỉ và gieo hạt bằng máy, cho năng suất lao động tăng gấp từ 5 đến 7 lần so với làm thủ công. Hiện mỗi năm các cơ sở gieo ươm đã cung cấp ra thị trường gần 2,5 tỷ cây giống rau hoa mỗi năm. Thưa quý vị, sau hơn 8 năm nhãn hiệu hoa Đà Lạt, thành phố Đà Lạt đã cấp quyền sử dụng cho gần 445 đơn vị sản xuất trên diện tích 1.000 ha rau và hoa trên địa bàn Đà Lạt và các huyện phụ cận. Kết quả là các hợp tác xã như Anh Đào, Xuân Hương, Tân Tiến, Công ty Đà Lạt Gáp đã gắn nhãn hiệu độc quyền sau Đà Lạt trên sản phẩm thu hoạch, cung cấp cho hệ thống siêu thị, nhà hàng, khu công nghiệp, đứng chân trong các đô thị lớn của cả nước, đạt tổng sản lượng bình quân 100 tấn một ngày. So với trước khi cấp nhãn hiệu độc quyền sau Đà Lạt, doanh thu sản xuất từ các đơn vị này tăng khoảng 30% sản lượng và 15% giá trị. Cụ thể, giá trị bình quân trên 1 hecta đất sản xuất rau hoa cao cấp, gắn nhãn hiệu, chứng nhận độc quyền địa danh Đà Lạt trong những năm gần đây đạt gần 700 triệu đồng 1 hecta rau một năm và 850 triệu đồng 1 hecta hoa một năm.
để tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Từ nay đến năm 2020, Đà Lạt đang triển khai giải pháp xúc tiến thương mại, tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ rau, hoa, cà phê Arabica thông qua các kênh bán lẻ hiện đại, hệ thống siêu thị trong nước và xuất khẩu. Đồng thời triển khai 7 giải pháp phát triển gắn với việc quản lý bảo hộ độc quyền, gồm lựa chọn doanh nghiệp tiêu biểu để hỗ trợ, tổ chức trưng bày, hậu kiểm sản phẩm sử dụng nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại thị trường tiềm năng, xây dựng mối quan hệ thân thiện với người tiêu dùng, hình thành các mô hình sản xuất liên kết, tăng cường hợp tác quốc tế trong sản xuất và phân phối nông sản. Xác định công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền và các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11, nhóm phóng viên thời sự có ghi nhận sau. Xin chuyển đến quý vị và các bạn. Theo số liệu thống kê từ Cục Điều tra Quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ cho thấy, có khoảng 60% phụ nữ cho biết đã từng chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục trong đời sống. Trong 5 năm trở lại đây, số vụ bạo lực gia đình được ghi nhận khoảng 20.000 vụ một năm. Khoảng 50% nạn nhân chưa từng nói với ai về tình trạng bạo lực mà họ phải chịu đựng. 87% nạn nhân bạo lực gia đình chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công. Tuy luật bình đẳng giới đã được thực thi trong đời sống một thời gian, nhưng nhiều chị em vẫn không ý thức được quyền của mình. Chính sự bảo thủ trong định kiến giới được bảo lưu trong một bộ phận gia đình với những mức độ khác nhau đã làm cản trở cơ hội học hành của các em gái, hạn chế khả năng cống hiến của người phụ nữ trong các hoạt động xã hội. Bình đẳng giới trong gia đình không phải chỉ là phụ nữ mà là nam giới. Để có sự bình đẳng giới phải có sự tham gia của cả nam hoặc là cả nam và nữ. Đối với tỉnh Lâm Đồng, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, những năm qua các sở ngành đơn vị địa phương trong tỉnh đã thành lập nhiều mô hình câu lạc bộ như câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ bình đẳng giới, địa chỉ tin cậy, v.v. Từ những câu lạc bộ, mô hình này làm thay đổi nhận thức của xã hội, gia đình, xác định bình đẳng giới chính là chìa khóa để chấm dứt bạo lực, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội an toàn, lành mạnh, bình đẳng và hạnh phúc. Điển hình như câu lạc bộ phòng chống bạo lực và tệ nạn xã hội ở phường 3 Đà Lạt được thành lập từ nhiều năm nay. Và cũng từ khi đi vào hoạt động, câu lạc bộ này đã góp phần chung tay xóa bỏ tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái tại địa phương. Trong xã hội chúng ta là cái phần bạo lực gia đình là hiện nay là phát triển, có vẻ là phát triển đấy. Và ở bạo lực gia đình ấy, thì không những là chồng bạo lực vợ hoặc là vợ bạo lực chồng mà ngược lại kể cả con có thể là bạo lực cả cha lẫn mẹ. Hiện Lâm Đồng có trên 100 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, hơn 1.000 câu lạc bộ gia đình văn hóa và hàng ngàn mô hình 503 sạch. Song song đó, các cấp các ngành và các địa phương thường xuyên phối kết hợp đã tổ chức các hoạt động meeting hưởng ứng tháng hành động bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. Trong công tác thường xuyên tuyên truyền đến các cái hội viên, thành viên của quan như là hội phụ nữ, tuyên truyền về cái thực hiện cái công tác về cái bình đẳng giới trên địa bàn các xã thị trấn. Thì công tác này thì qua trong những năm qua thì coi như là cũng đã tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả khả quan. Cơ chế tạo điều kiện rất là tốt các cấp các ngành, nhưng bản thân người phụ nữ phải thoát ra được cái định kiến giới và cũng cùng với lại toàn xã hội. Nếu như chúng ta không còn định kiến giới, nếu như chúng ta sớm bỏ được cái những cái chuẩn mực về giới truyền thống mà không còn phù hợp thì nhận thức về bình đẳng giới nó sẽ khác, cơ hội rất tốt để kéo gần với lại bình đẳng giới giữa nam và nữ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua tháng hành động này, hy vọng các thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp trong xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội bình đẳng, tiến bộ, phát triển bền vững và không còn ai bị bỏ lại phía sau. Nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Lâm Đồng tăng cường công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019. Nhằm tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động hiến máu tình nguyện trong cán bộ nhân dân, nhất là các đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Vận động mọi người tự nguyện đăng ký và sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện. Xây dựng lực lượng tham gia hiến máu dự bị, ngân hàng máu sống, các câu lạc bộ hiến máu để đáp ứng kịp thời nhu cầu cần máu cho cấp cứu, điều trị khi xảy ra thiên tai, thảm họa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019. Theo đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội chữ thập đỏ và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố, các trường, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa việc hiến máu tình nguyện, đồng thời tổ chức phát động chiến dịch hiến máu lễ hội Xuân Hồng tại huyện Bảo Lâm, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức gặp mặt, meeting, tuyên truyền về chương trình Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4 và chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2019, tổ chức lễ tôn vinh nhân ngày quốc tế người hiến máu tại huyện Cát Tiên, với chỉ tiêu phấn đấu đạt 15.000 đơn vị máu nhằm phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh của ngành y tế. Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng cho biết, theo quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động, thì không quy định trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc in và cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Vì vậy, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ ngừng cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Đồng thời, các quyển giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã sử dụng và chưa sử dụng, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có trách nhiệm bàn giao lại cho Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố nơi cấp phôi trước ngày 20 tháng 1 năm 2019 để theo dõi, quản lý theo quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội kịp thời theo đúng quy định. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các cơ sở khám bệnh chữa bệnh chủ động cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và các loại giấy tờ làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định của Bộ Y tế. Hiện nay trên địa bàn huyện Đam Rông có 14 dự án đầu tư trên lĩnh vực lâm nghiệp với tổng diện tích sử dụng đất gần 2.800 ha. Cụ thể, 11 dự án thuê đất, thuê rừng để cải tạo trồng rừng kinh tế kết hợp với chăn nuôi gia súc, trồng cao su, 2 dự án đầu tư nuôi cá nước lạnh, quản lý bảo vệ rừng và 1 dự án du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng. Qua kiểm tra giám sát, có nhiều doanh nghiệp để người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép với diện tích lớn như doanh nghiệp tư nhân Minh Lan trên 50 hectare, công ty Đại Nguyên 46 hectare, công ty cổ phần Ngân Lâm gần 50 hectare. Để hạn chế thực trạng nêu trên, huyện Đam Rông đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ dự án của doanh nghiệp tư nhân Minh Lan, yêu cầu các doanh nghiệp chủ động rà soát, xác định rõ vị trí, diện tích bị lấn chiếm trồng cây công nghiệp trái phép của từng hộ dân và xây dựng kế hoạch giải tỏa đối với cây trồng dưới 2 năm. Bên cạnh đó, huyện Đam Rông cũng yêu cầu xem xét xử lý các doanh nghiệp trồng rừng không đúng loài cây theo phương án đã được phê duyệt, có biện pháp chấn chỉnh xử lý các vi phạm đối với các doanh nghiệp để người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng và các ngành chức năng xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo cơ sở cho tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện văn bản số 8.424 về việc tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nghị quyết số 42 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trong đó quy định thí điểm một số chính sách về xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo cơ sở cho tổ chức tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, trong đó tiếp tục hỗ trợ công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam để các đơn vị này thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết 42 của Quốc hội.
đồng thời tăng cường chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan và đề nghị Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan thi hành án tại địa bàn tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu, hỗ trợ hướng dẫn tổ chức tín dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương để xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Toàn huyện Đơn Dương có gần 570 km đường giao thông các loại, đến nay tỷ lệ cứng hóa đạt hơn 80%. Cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước, trong những năm qua, nhân dân trong huyện đã đồng thuận, chung sức, góp công, góp của cùng nhà nước làm công trình. Chỉ tính riêng 11 tháng năm 2018, người dân đã đóng góp gần 6,5 tỷ đồng, hiến đất xây dựng hơn 16 km đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường sau khi hoàn thành đã thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân tự kiểm tra, do làm tốt công tác quy chế dân chủ, nên phong trào làm đường giao thông nông thôn có sức lan tỏa. Qua đó, góp phần đưa Đơn Dương sớm hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn mới trong thời gian tới. Công đoàn ngành giáo dục Lâm Đồng hiện có gần 4.200 công đoàn viên người lao động. Trong năm 2018, công đoàn ngành giáo dục Lâm Đồng ngoài việc triển khai các hoạt động phong trào, thu hút cán bộ công đoàn viên tham gia, thì việc chăm lo đến đời sống vật chất và đời sống tinh thần cũng được chú trọng. Với chương trình Nhiều trường giúp một trường, công đoàn ngành đã vận động các trường hỗ trợ xây dựng được 3 nhà công vụ cho giáo viên tại trường Trung học phổ thông Đà Tông, Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, huyện Nam Sơn và Trung học phổ thông Lộc Thành, huyện Bảo Lâm với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, công đoàn ngành giáo dục còn xét trợ cấp khó khăn cho 24 trường hợp nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 85 triệu đồng. Từ những chương trình và việc làm cụ thể của công đoàn ngành giáo dục Lâm Đồng đã phần nào giúp giáo viên yên tâm công tác tại các vùng sâu vùng xa và vượt lên bệnh tật để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Sau khi Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phản ánh về thực trạng của xe dù bến cóc trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng, công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng lập bến cóc xe dù hoạt động trá hình dưới dạng hợp đồng vận chuyển hành khách. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý nhiều nhà xe vi phạm, trong đó hầu hết là lỗi đầu đổ đón trả khách không đúng nơi quy định. Song song đó, ngành chức năng yêu cầu 36 doanh nghiệp và nhà xe trên địa bàn cùng các vùng lân cận có tuyến chạy qua Đà Lạt viết cam kết nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải. Lãnh đạo công an thành phố Đà Lạt cho biết đơn vị đã giao nhiệm vụ cho công an các địa phương có các nhà xe đang hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm, không để tồn tại các điểm đón trả khách trái phép, yêu cầu các nhà xe chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường lực lượng xử lý xe quá khổ quá tải, hết hạn đăng kiểm, không đủ điều kiện lưu thông hoạt động tại các vùng ven Đà Lạt. Phần tin trong nước và thế giới trong chương trình thời sự tối nay: cảnh báo gia tăng trẻ mắc tâm thần, Pháp xem xét trả lại tác phẩm nghệ thuật cho châu Phi. Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15 tháng 11, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 418,45 tỷ đô la, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khối doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch 274,22 tỷ đô la, tăng 13,6% so với cùng thời gian năm 2017. Đặc biệt, khối doanh nghiệp này xuất siêu đến 26,8 tỷ đô la. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện thoại các loại và linh kiện dệt may thủy sản. Thưa quý vị, theo đúng lộ trình chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số, thì ngày 15 tháng 11 vừa qua, các nhà mạng đã chính thức dừng hình thức quay số song song. Theo đánh giá của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin Truyền thông, đợt chuyển đổi đã diễn ra thành công với hơn 70 triệu thuê bao được thay đổi. Tuy đợt chuyển đổi đã xong và đây cũng không phải là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành chuyển đổi, nhưng rất nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc. Với lý do tăng thêm kho số, 10 năm trước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông đổi số điện thoại cố định. Tại thời điểm đó, 14 triệu thuê bao cố định đã phải thay đổi. Thế nhưng, sau thời điểm chuyển đổi, mặc dù kho số được mở rộng, nhưng số lượng thuê bao cố định lại tụt dốc không phanh. Cũng với lý do thiếu quỹ số cho thuê bao di động, SIM 10 số không đủ cung cấp cho người dùng, nên SIM 11 số ra đời. Thế nhưng, chưa đầy 10 năm sau, khi lượng thuê bao di động tăng lên rất nhiều lần, thì SIM 11 số lại bị khai tử và dồn về SIM 10 số. Mặc dù trên lý thuyết, lý do của các lần thay đổi đều rất hợp lý, nhưng trên thực tế, người dân vẫn cảm thấy bối rối trước và sau mỗi lần chuyển đổi.
Tôi đang dùng cái số điện thoại của tôi để đăng nhập vào Facebook này, Zalo này, hoặc là sử dụng MMS Banking và một số những cái ứng dụng khác đều trên điện thoại App Store đều bắt phải đăng nhập bằng điện thoại. Cái việc sắp xếp lại danh bạ này, thay đổi lại cái số ở trong cái kho dữ liệu về khách hàng ấy, đó đang là một điều khá là bất cập. Chị Phan Thị Hạ, phụ trách tuyển dụng của một doanh nghiệp cho hay, công việc của chị thường xuyên phải liên lạc với các ứng viên qua điện thoại. Mặc dù đã 2 tháng sau thời điểm chuyển đổi từ SIM 11 số về SIM 10 số, nhưng chị vẫn chưa thể nhớ hết các đầu số mới. Khi mà có cái sự thay đổi giữa các cái đầu số chuyển đổi 11 số thành 10 số thì những cái người làm công tác tuyển dụng tại công ty CityGo chúng tôi chưa quen với cái việc thay đổi đó. Chúng tôi phải thường xuyên tra cứu để phân biệt xem đầu số nào là phụ thuộc đầu số nào thuộc nhà mạng nào. Không chỉ về phía người dân và doanh nghiệp, các nhà mạng viễn thông cũng mất khá nhiều thời gian, chi phí và nhân lực cho mỗi lần chuyển đổi. Đối với nhà mạng Viaphone thì chúng tôi cũng coi rằng đây là một cái chương trình lớn của Bộ Thông tin Truyền thông mà tác động đến hàng triệu thuê bao. Do vậy tập đoàn VNPT cũng như tổng ty Vinaphone đã có những bước chuẩn bị rất kỹ. Thì ngay từ tháng 6 năm 2018 thì tập đoàn đã thành lập ban chỉ đạo triển khai để hoàn thiện các nội dung liên quan đến công việc này. Theo lý giải của cơ quan quản lý, việc chuyển SIM 11 số về 10 số là cần thiết, là một phần của kế hoạch chuyển đổi mã mạng tại Việt Nam. Thế nhưng, để giảm thiểu những phiền hà cho người dân, tránh những việc xáo trộn từ những lần chuyển đổi, việc quy hoạch kho số dài hơi cần phải được tính tới. Quảng Ngãi có nhiều lợi thế về lịch sử, văn hóa và các danh thắng để phát triển du lịch. Dựa trên đặc trưng của mỗi vùng miền, thời gian gần đây các địa phương đã khai thác và hình thành những sản phẩm du lịch cộng đồng, thu hút khá đông du khách. Tháng 5 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại 4 huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Bình Sơn và Lý Sơn. Đây là cơ hội để phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập cho người dân tại các địa phương. Để phát triển du lịch cộng đồng, huyện Bình Sơn đã đầu tư các điểm du lịch nằm trên tuyến du lịch đến Lý Sơn, nhằm kết nối những giá trị tương đồng về cảnh quan và địa chất giữa hai huyện Bình Sơn, Lý Sơn. Gà Nến ở xã Bình Hải nổi lên như một điểm du lịch cộng đồng với làng tranh bích họa đầu tiên ở Quảng Ngãi. Địa điểm này được gắn kết với các điểm du lịch khác như nhà trưng bày đồ cổ, gốm Mỹ Thiện, trải nghiệm không gian trưng bày cổ vật tại nhà trưng bày ông Lâm Vũ Sên. Bình Sơn cũng đang tập trung đầu tư phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái tại thôn Thọ An, xã Bình An. Đây là điểm du lịch mới, hứa hẹn sẽ thu hút du khách. Nhìn những cái này nó rất là sinh động. Nó giúp cho, thứ nhất là những cái hình ảnh như thế này thì làm cho cái hướng du lịch sắp tới đây thì thường họ sẽ muốn là hài hòa với thiên nhiên hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn, thì cái hướng đi nó rất là thích, rất là hay. Đặc biệt đối với những cái bạn trẻ thành phố thì họ lại rất thích những cái này. Để phát triển du lịch cộng đồng, tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại 4 huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Bình Sơn và Lý Sơn giai đoạn 2018-2020. Đến nay, mỗi huyện đã và đang xây dựng được từ 2 đến 7 sản phẩm du lịch cộng đồng đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, như mô hình trải nghiệm trồng hành, tỏi, lặn ngắm san hô tại đảo Lý Sơn. Tại Ba Tơ, từ tháng 5 năm 2017, huyện đã xây dựng không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Khơ Rê tại Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ, và huyện đang thí điểm xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới tại Thảo Nguyên, Bùi Huy, xã Ba Trang. Tại Nghĩa Hành đang phát triển sản phẩm du lịch miệt vườn Keng Trái kết hợp trải nghiệm tại làng nghề, khu du lịch sinh thái Suối Chí. Cùng với việc xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng, các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách làm du lịch như sửa sang nhà cửa để làm homestay, đón tiếp khách, phục vụ du khách, cách chế biến các món ăn đặc trưng của địa phương. Về ẩm thực trên này thì bà con thì ai cũng biết hết cái ẩm thực của mình, nhưng mà mình cũng phải triển khai, ví dụ như mình lồng ghép với các cuộc họp phụ nữ á, mình triển khai với chị em là cái nào mình làm cách nào nó đẹp hơn, hoặc là cái gì mới mới thì mình chỉ thêm cho chị em. Mục tiêu của Quảng Ngãi trong xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới gắn với sự tham gia trực tiếp của người dân, qua đó phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên để nâng cao thu nhập cho người dân. Việc phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng sẽ thu hút thêm khách du lịch đến tỉnh. Ngoài Lý Sơn,
du khách có thêm nhiều điểm khám phá để kéo dài thời gian lưu trú tại tỉnh. Quảng Ngãi cũng đang tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và hỗ trợ các hộ gia đình tham gia làm du lịch cộng đồng. Sở cũng như phối hợp với các địa phương cũng đã rất là tập trung vào vấn đề đào tạo, tập huấn cho các cái hộ mà tham gia vào các cái mô hình du lịch cộng đồng. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là để mà nâng cao được cái năng lực trở thành là những cái cơ sở mà cung cấp cái dịch vụ du lịch một cách chuyên nghiệp thì cái vấn đề nâng cao năng lực cho các cái hộ này vẫn cần phải tiếp tục trong thời gian sắp tới. Thì ngoài cái việc hỗ trợ của các cái của sở thì phía địa phương cũng như là các hộ cũng cần phải chủ động trong việc là tiếp tục nâng cao cái kiến thức của mình để mà phục vụ khách được tốt hơn. Quảng Ngãi đang tập trung triển khai sớm sản phẩm du lịch cộng đồng tại các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Ba Tơ để đi vào khai thác trong giai đoạn 2018-2020. Mô hình du lịch cộng đồng tại các địa phương này được xây dựng làm mô hình điểm để rút kinh nghiệm nhằm khai thác phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại các địa phương khác có tiềm năng trên địa bàn tỉnh. Nếu như trước đây bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe tâm thần chủ yếu thuộc lứa tuổi trung niên và cao niên, thì nay số loạn tâm thần ở trẻ nhỏ, vị thành niên như tự kỷ, tăng động, trầm cảm, hoang tưởng có sự gia tăng đáng báo động. Bệnh nhân này đang học lớp 7 nhưng phải nhập viện để điều trị do mắc các chứng rối loạn cảm xúc như bồn chồn, lo âu, liên tục xuất hiện các cơn đau đầu dữ dội. Trong thời gian học lớp 6 thì là cháu học cũng áp lực, chưa thời gian cháu không được nghỉ mấy. Thế nên là bởi vì cháu học cả tuần chỉ có mỗi chiều thứ bảy ngày chủ nhật thì cháu nghỉ. Khoảng năm lớp 5 đấy là cháu đã bị một lần rồi. Thì gia đình cũng cho cháu đi vào viện của huyện đấy, thì bác sĩ bảo ở đây không có đủ điều kiện để chữa bệnh cho cháu. Thế là cho giới thiệu cháu ra Đông Khê ở Hải Phòng ấy. Là đấy bác sĩ cho thuốc về nhà uống nhưng mà cháu cũng không cắt được cơn. Thế hôm sau bố cho đi lên đây ấy. Áp lực quá lớn sau kỳ thi chuyển cấp. Em học sinh này cũng phải nhập viện điều trị sau khi xuất hiện liên tục các triệu chứng như run chân, tay, mất ngủ, lo âu. Em có những biểu hiện là cứ rung đùi, bồn chồn, lo lắng ạ. Chắc là cháu nó học hành nhiều quá, nó lùa thi lên cấp 10 nên nó học hành nhiều quá nên là anh lùa, anh bồn chồn ra cái bệnh. Tại hội nghị khoa học tâm lý lâm sàng do Viện Sức khỏe Tâm thần tổ chức ngày 23 tháng 11, các bác sĩ cho biết hiện nay với sự phát triển của xã hội, các rối loạn tâm thần đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là giới trẻ, mà nguyên nhân chủ yếu là do áp lực học hành, stress và sử dụng các chất gây nghiện. Tất cả mọi vấn đề về bệnh lý hoặc là những rối loạn, nếu chúng ta không giải quyết thì nó dẫn đến hệ lụy rất là lớn, kể cả trước mắt và lâu dài. Trước mắt là gì? Là chúng ta đang thấy là số lượng bệnh tật đang tăng lên, các vấn đề trước mắt chúng ta giải quyết phải tăng lên. Nhưng điều đó chưa phải là quá lớn so với hệ lụy sau này nữa. Theo các chuyên gia, việc điều trị rối loạn tâm thần là sự kết hợp giữa dược lý tâm thần và trị liệu tâm lý. Vì vậy, khi thấy trẻ rơi vào tình trạng giảm năng lượng, mệt mỏi, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện tâm thần hoặc bệnh viện có chuyên khoa tâm thần để được tư vấn, điều trị sớm. Bộ trưởng Tài chính Anh đã lên tiếng bảo vệ dự thảo thỏa thuận Brexit hiện tại, đồng thời coi đây là phương án khả thi nhất nhằm bảo vệ nền kinh tế cũng như tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ xứ sở sương mù. Trả lời phỏng vấn tổ hợp truyền thông Anh BBC, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond nói rằng việc thông qua dự thảo thỏa thuận Brexit là cách rời khỏi EU với ảnh hưởng tiêu cực tối thiểu cho nền kinh tế Anh. Bên cạnh đó, ông Hammond cũng nhấn mạnh nếu viễn cảnh không đạt thỏa thuận xảy ra, hậu quả đối với nền kinh tế sẽ rất nghiêm trọng khi thị trường việc làm và sự thịnh vượng của Anh trong tương lai đều có thể chịu tác động tiêu cực. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh dự thảo thỏa thuận Brexit của chính phủ Thủ tướng Theresa May vẫn đang gây chia rẽ tại Quốc hội nước này. Theo kế hoạch, bà May sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh EU trong ngày 25 tháng 11 tới để ký kết thông qua thỏa thuận này. Trong trường hợp thỏa thuận được ký kết, bà May vẫn cần phải thuyết phục Quốc hội Anh phê chuẩn văn kiện trên. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã chính thức nhận được báo cáo kêu gọi hoàn trả cho các nước châu Phi các tác phẩm văn hóa nghệ thuật bị đưa ra khỏi châu lục này trong thời kỳ thuộc địa trước đây. Báo cáo do một sử gia nghệ thuật người Pháp và một kinh tế gia người Senegal soạn thảo đề xuất sửa đổi luật di sản của Pháp nhằm cho phép hoàn trả các tác phẩm văn hóa nếu các hiệp định song phương đã ký giữa Pháp và các nước châu Phi có đề cập đến các nội dung liên quan.
giám đốc các bảo tàng ở nhiều nước châu Phi cũng như những người ủng hộ trao trả các tác phẩm nghệ thuật vốn bị mua bán, trao đổi hoặc đánh cắp trong thời kỳ thuộc địa đã lập tức hoan nghênh khuyến nghị được nêu trong báo cáo. Tuy nhiên, có ý kiến lo ngại, động thái này có thể khiến nhiều bảo tàng châu Âu trở nên trống trải, cũng như quan ngại liệu các tác phẩm nghệ thuật này có an toàn sau khi trở về cố quốc hay sẽ bị đánh cắp hoặc không được bảo tồn đúng quy cách. Hiện có khoảng 90.000 tác phẩm nghệ thuật của châu Phi đang được lưu giữ trong các bảo tàng tại Pháp. Tuy nhiên, luật pháp Pháp nghiêm cấm chính phủ nhượng lại tài sản nhà nước, ngay cả trong các trường hợp tài sản đó có được do cưỡng đoạt. Tại thủ đô Mexico City của Mexico đã diễn ra buổi triển lãm trưng bày đá quý với tên gọi Đá của lửa và chiến tranh. Toàn bộ những mẫu vật trưng bày hầu hết được tìm thấy trong thời kỳ cổ đại của lục địa châu Mỹ. Các nhà tổ chức cho biết, các mẫu đá quý ấn tượng tại triển lãm đều đến từ các nền văn hóa của người Mexico, Aztec. Đá quý và đá ngọc lam rất có giá trị trong thời kỳ cổ đại. Và tại Mexico, nó được chế tác thành các trang sức, đồ vật sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo. Đá ngọc lam đại diện cho lửa và đó là lý do tại sao nó có liên quan đến vị thần lửa của người Mexico. Và các hình ảnh về thần linh luôn đi kèm với loại đá quý này. Đây là loại đá linh thiêng, rất quan trọng với xã hội của người cổ đại. Ngoài ra, triển lãm cũng trưng bày những món đồ trang sức quý giá của người cổ đại, giúp người xem hiểu rõ hơn về tín ngưỡng tôn giáo thời đại này. Tiếp theo chương trình là chuyển tin văn hóa quốc tế. Trào lưu diện đồ đôi ở các cặp tình nhân, vợ chồng đã quá quen thuộc. Nay phong cách này được nhân thành xu hướng gia đình, có tên gọi là mini-me, chính tôi thu nhỏ, gây ra cơn sốt thời trang mới. Áo quần phụ kiện của Minimi đều có hai phiên bản lớn nhỏ cho mẹ và con gái, bố và con trai và hứa hẹn sẽ tràn ngập các cửa hiệu trong năm 2019 sắp tới. Các ngôi sao Hollywood đã dẫn đầu khuynh hướng cả nhà ăn mặc như nhau này như Victoria Beckham, Beyoncé hay Kim Kardashian. Liên hoan phim quốc tế Cairo lần thứ 40 vừa được khai mạc tại nhà hát Opera thủ đô Cairo của Ai Cập. Ban tổ chức liên hoan phim cho biết, năm nay họ đã mang đến cho khán giả những công nghệ phim mới nhất, chẳng hạn như thực tế ảo. Đây là một điểm rất mới và cũng là lần đầu tiên chúng tôi đưa công nghệ này đến với liên hoan phim Cairo. Liên hoan phim quốc tế Cairo diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 11 đã chào đón hàng loạt ngôi sao điện ảnh của thế giới Ả Rập đến với thảm đỏ tại Cairo. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ tham gia sự kiện này. Có 16 bộ phim tham dự với đa dạng thể loại và từ các quốc gia khác nhau. Sự đa dạng này mang lại một cảm giác đặc biệt cho liên hoan phim lần này vì nó không chỉ kết nối với các nước trong khu vực Ả Rập mà còn mang tính quốc tế rộng lớn. Ngoài những công nghệ mới trong làm phim, ban tổ chức cũng đã lần đầu tiên thiết lập cơ sở vật chất phù hợp với những người khuyết tật, từ những người sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển tới những người bị suy giảm giác quan. Cô ấy nói rằng rất vui vì đây là lần đầu tiên người khuyết tật có cơ hội được tham gia những sự kiện lớn như thế này. Chúng tôi thực sự muốn trình chiếu những bộ phim về người khuyết tật. Họ là những cá nhân tồn tại trong xã hội. Theo ban tổ chức, liên hoan phim năm nay đã nhận được 2.200 bộ phim đủ điều kiện dự thi, gồm 790 bộ phim truyện, 623 trong số đó là phim viễn tưởng, 167 bộ phim tài liệu và khoảng 1.300 phim ngắn. Các tác phẩm dự thi được gửi tới từ hơn 120 quốc gia. Thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay, cùng gặp gỡ với người giữ hồn tính tẩu hát then trên cao nguyên ở huyện Cát Tiên. Đoàn kết lại đoàn kết. Thưa quý vị, trong chuyến hành trình đi tìm lại những nét đẹp di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống, chúng tôi tìm đến một người nghệ nhân được mệnh danh là người giữ hồn, những điệu hát then đàn tính và lễ hội lồng tồng của dân tộc Tày trên vùng đất Nam Tây Nguyên. Đó chính là ông Hứa Văn Mông, ngụ tại tổ dân phố 3 thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ người giữ hồn tính tẩu hát then trên cao nguyên qua phóng sự sau. Giọng nói hào sảng, luôn tràn đầy năng lượng, mặc cho tuổi đã xế chiều. Đó là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp ông Hứa Văn Mông, người được biết đến với vai trò là chủ trì phục dựng lễ hội Lồng Tồng và sáng lập câu lạc bộ hát then, đàn tính tại thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên. Tại mảnh đất Phước Cát này, có đến gần 40% bà con là người dân tộc Tày, Nùng, từ Cao Bằng, Bắc Cạn vào lập nghiệp từ những năm 1990.
trải qua hơn 20 năm phát triển, ổn định kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu, bà con nơi này đã thích nghi, yêu quê hương thứ hai. Và cũng từ đó, chính họ lại ước mơ được đem những nét văn hóa của người Tây phục dựng lại trên mảnh đất này. Nhiều bà con, cô bác, những người ta biết hát then là tính ấy, người ta đề nghị là nên có một cái tổ chức tập hợp lại những người đó để cùng trao đổi kinh nghiệm, rồi là cùng là sáng tác, giúp nhau sáng tác. Năm 2014, hiểu được nguyện vọng của bà con dân tộc Tày nơi đây, muốn có một địa chỉ để lưu giữ làn điệu hát then, đàn tính của dân tộc mình, ông Hứa Văn Mông quyết định thành lập câu lạc bộ hát then, đàn tính xã Phước Cát 1, mà nay là thị trấn Phước Cát. Hiện câu lạc bộ hát then, đàn tính đều được duy trì hoạt động ở tất cả các tổ dân phố, trong đó có tổ dân phố 3, thị trấn Phước Cát, có đến 20 thành viên hiện đang sinh hoạt. Từ khi mà thành lập cái câu lạc bộ hát then thì cô thấy cảm thấy vui vẻ. Mỗi ngày đi làm việc mệt nhọc về thì tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì câu lạc bộ hát then lại tổ chức họp về để mình tập những bài đã học ấy. Hiểu được nhu cầu của bà con cũng như được sự thống nhất của chính quyền thị trấn Phước Cát và huyện Cát Tiên. Năm 2008, ông Hứa Văn Mông là người chủ trì phục dựng lễ hội Lồng Tồng, hay còn gọi là ngày hội xuống đồng mừng xuân mới, lần đầu tiên tại đây vào mùng 6 âm lịch. Với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no hạnh phúc. Vì vậy, hội Lồng Tồng còn có cái tên gọi khác là hội cầu mưa, hội cầu mùa của các dân tộc Tày Nùng ở các tỉnh phía Bắc. Và cho đến hiện tại, lễ hội này vẫn đều đặn được tổ chức 2 năm một lần. Bác Hứa Văn Mông đã đóng góp nhiều công sức xây dựng cho địa phương, đặc biệt là cái xây dựng cái lễ hội Lồng Tồng và cái xây dựng cái câu lạc bộ hát then đàn tính, góp phần cho địa phương xây dựng được cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy được cái bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở từng khu dân cư nói riêng và của thị trấn Phước Cát nói chung. Hát then quả có sức sống mãnh liệt trong cộng đồng người Tày Nùng. Còn đàn tính vẫn là nghệ thuật được ưa chuộng nhất, hấp dẫn người nghe. Chính những đóng góp to lớn của ông Hứa Văn Mông trong việc phục dựng, duy trì văn hóa truyền thống đã cho thấy sức sống mãnh liệt và giá trị nhân văn cao cả của những món ăn tinh thần trong đời sống người dân như hát then, đàn tính của người Tày, Nùng, cồng chiêng của người Cờ Ho, Chu Ru, v.v. Để mỗi ngày trôi qua, những giá trị ấy sẽ ngày một lưu truyền nhờ sự nhiệt thành của những người như ông Hứa Văn Mông, sẽ giúp gắn kết các giá trị văn hóa, gắn bó tình cảm giữa các dân tộc anh em trên mảnh đất Nam Tây Nguyên này. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.